Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1183 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tầm 1182 ngày hôm qua khi mà Thi chỉ mới vừa úp chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Ngô Đức Anh, bạn Huy Nguyễn và bạn Thanh Kim các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email a gmail com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam bạn nam này quê ở tiền giang hiện tại bây giờ thì bạn đang sinh sống tại sài gòn bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện ở tập ngày hôm qua thì thi đã kể trước câu chuyện về bà bác là mẹ của bác gái sáo của bạn ở trên bình dương rồi thì ở tập ngày hôm nay thi sẽ kể lại hai câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Hai câu chuyện này rất là kinh dị luôn các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng là cái lần đó bạn được nghỉ học một tuần. Cho nên nó là bạn có lên trên biên hòa đồng nai để mà ghé nhà của một người bác chơi. Thì do ba của bạn tới thứ chín lần, thần ra là bạn có rất là nhiều bác, có rất là nhiều anh chị họ. Bạn cũng thân thiết với lại các anh chị họ của mình lắm các bạn thì khi mà đi lên đây chơi á thì bác này của bạn á là có hai người con gái chị gái lớn tên là thu chị nhỏ tên là tâm chị thu á thì vẫn còn độc thân còn chị tâm á là đã lấy chồng rồi vào cái năm đó chị tâm đang mang thai nhưng mà cái bụng của chị chưa có lớn mới lúc lúc thôi thì à, lúc mà bạn lên á là mấy chị em vui vẻ lắm ăn uống này nọ kia nói chuyện với nhau ha thì lúc này á là chị thu mới rủ chị thu mới nói với chị tâm rằng á là ê tâm sẵn thằng kiệt nó lên kiệt là bạn á sẵn thằng kiệt nó lên chơi nè không mấy giờ á là mình đi chơi đi cái chị tâm mới hỏi đi đâu thì chị thu mới nói rằng á là mình đi phan thiết với lại đi đà lạt chơi mấy ngày đi hả à, mày á bây giờ cái bụng của mày chưa có bự mai mốt mà cái bụng của mày bự rồi mày nặng nề mày không có đi đâu được hết trơn á rồi sau này ha khi mà mày sanh con là mày sẽ nuôi con mày nhiều tháng trời mày sẽ không có được đi đâu chơi hết thì thôi bây giờ á là tranh thủ cái lúc mà bụng chưa có to mình đi chơi đi thì lúc đó là chị tâm cũng đồng ý các bạn chị tâm nói rằng là được rồi để hả chồng em về đi chiều chồng em về rồi kêu ổng chở đi tại vì có xe riêng nha các bạn thì tới chiều ngày hôm đó mấy chị em cũng đã chuẩn bị hết rồi anh rể của bạn về là mới chở đi đi là tổng cộng bốn người chị tâm chị thu chồng của chị tâm với lại bạn thì đi là đầu tiên đi phan thiết trước Lúc đó là 4 giờ rưỡi chiều ha, đi tới Phan Thiết là cũng đã tầm 11 giờ đêm. Rồi cũng ăn uống rồi bốc khách sạn ngủ thì cái đêm đó ngủ cũng bình thường, hoàn toàn không có vấn đề gì xảy ra cả. Cho tới sáng ngày hôm sau là cũng dậy ăn sáng rồi tắm biển rồi sau đó cũng ăn uống một chập. Cho tới tầm khoảng 2 giờ chiều á là bắt đầu mới xuất phát để mà chạy lên Đà Lạt. Khi mà lên tới Đà Lạt rồi á là lúc đó tầm khoảng 5 giờ, 5 giờ mấy chiều thì bạn kể rằng là anh chị của bạn là thuê phòng khách sạn khách sạn này là nằm trên đường phan đình phùng nhưng mà thi không có nói tên tại vì người ta vẫn còn đang hoạt động nha các bạn thì cái lúc mà thuê ở đây thì anh rể của bạn thuê một cái phòng lớn phòng này là có hai giường để mà bốn người ở chung với nhau luôn khi mà nhận phòng cất hành lý rồi cũng vô tắm rửa thay đồ ha xong rồi á là mấy anh chị em mới kéo nhau đi chơi khi mà đi chơi một hồi cho tới tầm khoảng chừng 10 giờ, 10 giờ hơn á là cũng có mua đồ đem về khách sạn, chưa có ngủ liền. Mua về á bắt đầu ngồi á là ăn với lại uống vài lon bia cho tới tầm khoảng chừng 12 giờ á mới đi ngủ. Mà bạn á thì bạn không có ngủ chung với lại chị của bạn. Hai vợ chồng chị Tâm là ngủ một giường, chị Thu là ngủ một giường. Bạn á thì mượn một cái nệm của khách sạn để mà bạn trả dưới đất bạn nằm thì các bạn tưởng tượng thí dụ như cái phòng ha là cái giường của hai vợ chồng của chị tâm là bên đây cái giường của chị thu là bên đây ở bên đây là một cái tủ quần áo rồi một cái cửa để mà vô toilet bạn á thì bạn nằm bên đây đối diện với lại cái chỗ bạn nằm á là cái cửa ra vào nha các bạn thì bạn kể rằng á là do bạn cũng đã có kinh nghiệm đi chơi bạn đi du lịch rất là nhiều cho nên á là khi mà nhận phòng nào ở đâu á là bạn đều gõ cửa phòng trước bạn gõ xong rồi á là bạn mới khấn vái bạn nói rằng á là tụi con đến đây chơi rồi tụi con ngủ lại đây một hai ngày vậy đó Rồi có gì á mấy ông mới bào khuất mặt khuất mài Là để cho tụi con ngủ Đừng có nhét, đừng có phá tụi con Rồi bạn mới vô phòng Thì bạn đã làm cái thủ tục đó rồi Thành ra là bạn cũng rất là an tâm Thì khi mà mọi người đi ngủ lúc đó tầm khoảng 12 giờ mấy Bạn kể rằng nha Do là cái thói quen của bạn á cho nên nó là cái lúc mà bạn nằm thì bạn không có ngủ liền đâu Mà bạn lấy cái điện thoại ra để mà bạn dọc điện thoại Bạn lên trên Facebook rồi lướt web này ha Thì bạn nằm bạn dọc một hồi sau Lúc đó bạn vẫn còn đang thức nha các bạn hoàn toàn không có ngủ nha Thì một hồi sau cái tự nhiên bạn nghe tiếng gõ cửa Mà tiếng gõ ba lần liên tục Xong cái nó ngưng Nó ngưng thì lúc đó bạn mới giật mình Mới giật mình, bạn nhìn ra cửa Bạn nhìn đồng hồ, thấy một, một giờ mấy rồi Ủa, một giờ mấy ai gõ cửa vậy Các bạn mới nhóm lên Nhóm lên thì thấy rằng là anh rể của bạn với hai người chị của bạn đã ngủ rồi Không ai thức cả Các bạn mới nằm xuống Một hồi sau, cái nó gõ tiếp các bạn Cái nó ngừng Nó ngừng, cái lúc đó bạn hơi quýu Bạn hơi sợ, bạn nghĩ rằng trời giờ này khuya ai Thí dụ như khách sạn, ai mà lên mà làm phiền khách ai làm kỳ vậy mà khách khác thì người ta cũng lịch sự người ta đấu làm vậy cho nên bạn hơi nghi thành ra bạn mới bỏ cái điện thoại xuống bạn lờ luôn nha các bạn không ra mở cửa không trả lời trả vốn gì hết bạn bỏ cái điện thoại xuống để mà bạn nhắm mắt lại để cố gắng gán ngủ ha thì sau đó là cứ gặp, cứ gõ liên tục các bạn mới nói rằng nha một lần á là nó gõ ba lần xong cái nó ngưng nó ngưng cái tầm khoảng chừng 1-2 phút sau Tiếp tục gõ 3 lần tiếp Xong cái ngừng Cứ liên tục như vậy mấy lần ha Thì lúc đó bạn quýu rồi Thì sau đó đó là nó làm một cái động tác Mà khiến cho bạn giật mình Bạn phải mở mắt ra Để mà bạn nhìn về phía cửa là Các bạn tưởng tượng khi mà mình ở trong phòng Mình bấm cái cửa ngoài Cửa trong lại thì ở ngoài Người ta không thể nào mà người ta mở được Nếu mà người ta không có chìa khóa thì bạn cảm giác rằng á, là cái người ở ngoài đang nắm vô trong cái tay cái nắm cửa đó xong rồi dặn 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 ở ngoài thì ở trong nó sẽ nghe nó sẽ nghe kịch kịch xong rồi giật, giật 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 vậy nè thì bạn mới giật mình bạn hết hồn cho nên bạn mới mở mắt ra thì khi mà bạn mở mắt ra đó con mắt của bạn cứ nhìn chăm chăm về phía cửa ra vào mà lúc đó là trong phòng không phải là tắt đèn tối thui mà có mở một cái đèn ngủ và cái đèn ngủ này cũng rất là sáng bạn kể rằng khi mà bạn chăm chăm bạn nhìn ra cái cửa đó thì bạn thấy ở dưới cái khe cửa các bạn bắt đầu có một cái luồng khói nó tràn vô. Nó tràn, nó tràn vô cái bạn hứa người, bạn nhìn. Thì cái luồng khói này từ từ tràn vô rất là nhiều nha các bạn. Rồi sau đó là nó tụ lại thành một người. Mà cái người đó là một người đàn bà Trời ơi, rất là kinh dị luôn Bạn nói rằng là Khi mà bạn trông thấy như vậy là giống như là chết chân vậy đó bạn cứ nhìn chăm chăm ngớ người không nhúc nhích gì được hết trơn không la làng la lối gì được hết trơn á và cái bà này nha tóc bà rất là dài dài ơi là dài luôn bà mặc cái bộ đồ màu trắng nghè cái mặt của bà ha ta nói ha hai cái con mắt á nó bự như là hai cái tô vậy đó các bạn to thiệt là to bà không có cái lỗ mũi bà có một cái miệng mà cái răng của bà hai cái răng nanh nó lòi ra nó lòi ra và nó cắm xuống cái càm ngay chỗ này nè nó không có dài mà nó cắm tới đây thôi thì bả mới đứng ngay chỗ cái cửa đó bả mới nhìn bạn thấy bạn quảng hồn hết rồi đâu có kêu đâu có la đâu có dãy dùng gì được đâu bạn cứ nhìn chăm chăm vậy đó cái xong cái bả lè cái lưỡi bả ra mà cái lưỡi bả lè ra nó dài nó lòng thòng vậy nè mà bạn còn nhìn rõ được nha là cái lưỡi của bả giống như là bị thâm kim á các bạn là nó có chấm đen 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 đen, đen rất là nhiều trời đất ơi cái lúc đó ha bạn quản hết rồi bạn mới suy nghĩ ở trong đầu á bạn nghĩ rằng á là trời ơi cái gì vậy mình thấy cái gì vậy trời ơi, thấy ghê quá vậy thì lúc mà bạn vừa nghĩ xong nha là cái bà này bà cười lên một cái tràng cười rồi bà mới phóng lại bạn bà không có đi mà bà phóng lại bà nhảy lên trên người của bạn xong cái bà mới bóp cổ bạn mà bà bà bóp cổ rất là mạnh nha các bạn bà nói vậy nè bà nói rằng á là tao giết mày tao giết mày tại sao tại sao mày xin tao mày vô đây mày ở mày ngủ trong đây mà tại sao mày xin mà mày không cúng cho tao tụi bay mua đồ ăn uống về ha mà tụi bay không cúng cho tao tụi bay biết rằng tao đói lắm không tôi giết mày nè tôi giết mày nè mà cứ bóp cổ nha các bạn trời ơi cái lúc này bạn đâu có dễ dùng gì được đâu mà hả không nhắm mắt được luôn mà cứ nhìn cái mặt bả lúc đó là cái lưỡi bả lồng thòng lòng thòng lòng thòng vậy nè thì các bạn tưởng tượng bả bóp cổ bạn mà cho nên nó là cái mặt của bả rồi cái lưỡi của bả rất là gần với lại cái mặt của bạn bạn quán quá rồi thì bạn mới nhớ lại bạn niệm phật bạn niệm trong đầu nha nam mô với Đà phật nam mô với Đà phật mà bạn niệm rất là nhiều lần n lần luôn các bạn nhưng mà không có hề hấn gì cả không hề hấn gì hết mà bả còn chửi bả nói rằng á mày niệm phật à mình niệm phật hả tôi giết mày nè giết mày nè cho mày niệm phật hả mình niệm phật hả bắt đầu bà ấn 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 xuống xong cái lúc đó bằng sợ trời ơi sao mà mình niệm phật không được chết rồi giờ sao trời ơi chết rồi mẹ ơi cứu con mà bà nghĩ trong đầu nha mà bà nói hả không ai cứu mày được đâu không ai cứu mày được đâu mà cứ trấn 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 cái cổ bạn xuống thì lúc đó tự nhiên bạn nhớ quán tham bồ tát thì bạn mới niệm các bạn mới niệm rằng nó là nam mô quán tham bồ tát cứu khổ cứu nạn cứu con bồ tát ơi cứu con cứu con giới mà bạn niệm chỉ hai lần thôi hai lần thôi nha các bạn thì bạn thấy rằng đó là bả giống như là có một cái lực gì đó nó đẩy bạn ra đẩy đẩy bạn ra khỏi bả nha các bạn bả văng lên vậy nè bả văng lên xong cái bả biến mất tiêu luôn thì lúc này cái người của bạn mới mềm nhũng ra sau đó là bạn mới là bạn la lên được Thì khi mà bạn la lên được Là bạn nhận ra rằng cái người của bạn Cũng nhúc nhích được Thì bạn mới nhảy lên trên giường Bên cái giường mà của chị Thu đang nằm đó Còn trống chỗ đó Trời ơi cái lúc đó do là bạn la lớn quá Cho nên đó là anh rể với lại Hai chị của bạn mới giật mình thức dậy Mới hỏi vụ gì vậy Kiệt Cái gì vậy Cái gì mà, cái gì mà? cưng la dữ vậy Cái gì vậy Mà lúc đó bạn nói rằng em sợ quá rồi Cho nên em lên em kéo cái mền em trùm mà em sợ quá em đâu có kể lại được đâu Em cứ hả là sợ rằng khi mà mình nói ra Thì hai chị của mình là con gái cũng sẽ sợ nữa Với lại lúc đó em quá sợ Em không thể nào mà em bình tĩnh để mà em kể được Thành ra em mới nói cho qua chuyện Em nói rằng đó là dạ không có gì Trời ơi em nằm mơ Em nằm mơ em thấy ác mộng chị chị Cho em nằm ngủ đây với chị nha Xong cái hả ba người kia nó Trời thằng làm hết hồn hết trơn Xong cái ba người mới nằm xuống ngủ tiếp còn riêng bạn bạn đâu ngủ được đâu bạn kéo cái mền ta nói chùm đầu chùm đít hết trơn luôn các bạn mà run nha run thì cái lúc đó đó là bạn địa đồng hồ bạn thấy cũng đã hai giờ bốn phút sáng thì sau đó là bạn cứ trằn trọc do sợ quá các bạn, cho tới gần sáng luôn thì quá mệt, thành ra là bạn mới chìm vô trong giấc ngủ. Bạn ngủ mới được có một chút, tới tầm khoảng 7 giờ thì anh chị của bạn kêu bạn dậy, kêu dậy để mà đi ăn sáng rồi là kéo nhau đi chơi nữa. Thì sau đó là bạn cũng dậy lật đật thay đồ, rồi khi mà ra ngồi ăn sáng thì bạn mới kể lại cho anh chị của mình nghe thì sau khi mà mọi người nghe sợ lắm, anh rể của bạn mới kể rằng nó trời đất coi. Vậy là ông hỏi là hồi hôm này tao thấy nó đó, tao thấy nó đó. Cái lúc đó mọi người hỏi làm sao? Làm sao kể thử coi. Thì anh rể mới nói rằng á thì hồi hôm ngủ ban đầu ngủ ngon lắm, xong rồi thằng Kiệt nó la làng. Nó la làng lên nó thì lúc đó là giật mình thức dậy rồi bắt đầu ngủ tiếp thì trong cái lúc ngủ tiếp thì anh rể của bạn nằm mơ, nằm mơ thôi chứ không phải là thấy thiệt như bạn, bạn là không hề mơ nha các bạn thịnh rể nói rằng á là anh rể thấy cái bà đó đó y chang như là bạn thấy luôn là cái bà này tóc thiệt là dài hai con mắt của bà bự như là hai cái tô vậy đó mà không có lỗ mũi có cái miệng có cái răng nanh lè ra vậy nè rồi á là cái lưỡi bả dài anh cũng nói rằng cái lưỡi bả giống như bị thâm kim nó chánh đen chánh đen chánh đen lớn nhỏ lớn nhỏ lớn nhỏ mà bả thì bả không có làm gì anh rể của bạn hết mà chỉ đứng ở dưới cuối giường á các bạn liếc <laughs> mà cứ đứng liếc thấy vậy đó Cứ liếc sao <laughs> Là anh rể nằm mơ thấy như vậy Trời ơi khi mà anh rể nghe bạn kể Thì anh rể mới kể cái chuyện Ờ tối hôm qua tao cũng nằm mơ Sao mà thấy y chang con mẹ đó Vậy là chỉ có một người thôi Vì thấy ghê vậy Thì lúc này hai chị của bạn quá sợ Thành ra mới nói rằng thôi 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 Ăn sáng xong á về lấy hành lý rồi trả phòng liền kiếm khách sạn khác để mà ngủ chứ ai dám ngủ lại thêm đêm hai đêm nữa tại vì ở chơi tới hai ba ngày nữa lần các bạn thì lúc này ăn xong rồi về khách sạn rồi làm thủ tục trả phòng rồi đi kiếm chỗ khác thì ở chỗ khác thì hoàn toàn không sao cả. Thì đây là cái câu chuyện mà do chính bản thân của bạn đã trải qua. Mà các bạn nghe chuyện này các bạn thấy ghê không? Kinh dị các bạn ha. Nhưng mà chuyện này nó không có kinh dị bằng cái câu chuyện thứ hai tiếp theo đây đâu. Chuyện thứ hai này á là bạn đã trải qua vào cái năm mà bạn chỉ mới cỡ 8 9 tuổi mà thôi. Nó rất là hải hùng đối với bạn các bạn. Câu chuyện này á là xảy ra ở ở mỹ tho tiền giang bạn kể rằng cách đây nhiều năm về trước là bạn có một người chị họ chị họ này là con của người cô ruột của bạn chị này tên là nhung Chị Nhung này có thuê một cái nhà để mà mở ra một cái tiệm mà bán giày, bán dép đó các bạn. Cái nhà này á là hiện tại bây giờ người ta bán tiệm vàng. Cho nên nó là Thi không có nói ra cái địa chỉ à, mắt công là có nhiều người biết. Tại vì tiệm vàng này ở Mỹ Tho ai cũng biết cả. Thì bạn kể rằng á là khi mà chị Nhung của bạn thuê cái nhà tại đây á Lúc đó là những người hàng xóm xung quanh á, là người ta bàn tán rất là nhiều. Người ta mới nói với lại chị Nhung của bạn nói rằng là trời ơi cái nhà này á, là có dông. Dông dữ lắm tại vì nhà này á, là đã có từ rất là lâu đời rồi. Có đâu từ cái thời Mỹ lận, thời Pháp thời Mỹ lận. Thì hồi xưa á, là cái nhà này được xây dựng là cái dạng như vậy tới giờ luôn. Nhưng mà sau đó là chủ người ta cũng sửa sang lại. Xong rồi á, là người ta mới cho thuê thì sau một thời gian á là người thuê dọn đi thì người ta lại tiếp tục sửa sang lại thôi chứ không có xây mới nha các bạn rồi á là tiếp tục cho người khác thuê nhưng mà cũng có nhiều người người ta ở không được người ta đi rất là sớm cho tới khi mà chị của bạn quyết định thuê cái căn nhà này á là tại vì chị thấy rằng nhà này á là nằm ở mặt tiền đường mà đường á thì cũng đông đúc người qua lại thấy rằng nó hợp với lại là cái kinh doanh mà mình mở ra thì sẽ có nhiều khách hàng mua với lại đồng thời á là cái nhà này nó gần với lại cái sạp giải của người cô thứ tư của bạn nữa cách đó là tầm khoảng chừng 500 trăm năm trăm mét mà thôi thì chị của bạn cũng là cái người rất là gan dạ chị dạng dữ lắm mặc dầu nghe người ta nói vậy nhưng mà chị vẫn thuê thì khi mà thuê thì chị cũng cúng kiến đàng hoàng rồi sau đó là cũng mua hàng về rồi bày ra rồi tới cái ngày khai trương thì chị cũng buôn bán rất là đắt hàng các bạn thì cái căn nhà này nè các bạn hả nghe thi diễn tả cái cấu trúc trước để mà mình dễ biết ha mình dễ hình dung ha là từ ở ngoài ở ngoài là mặt tiền đường sau đó là mình bước vô nhà thì nó có cái cửa sắt khi mà vô á là giày dép chị bài ở phía trước vậy nè thì vô trong nữa là có một cái vách nhưng mà do là cái nhà này được xây dựng rất là lâu cho nên nó là cái vách này nó không có bích mà nó có rất là nhiều lỗ các bạn nhiều lỗ, lỗ 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 lỗ, vậy nè thí dụ như nếu mà mình ngồi phía trước nhà mình nhìn vô là mình thấy thông thống ở phía sau luôn phía sau cái vách đó là một cái cầu thang để mà dẫn lên trên một cái gác mà gác gỗ nha các bạn rồi tiếp theo đó là một cái bếp Xong rồi á là ngay chỗ Mình ngồi ở đây mình nhìn thẳng vô Là mình sẽ thấy một cái hồ Cái hồ này á thì người ta làm để mà chứa nước Hồi xưa các bạn người ta hay làm á Là cái hồ này chiều cao nó tầm khoảng chừng 1 mét Rồi á là sâu vô á thì nó tầm khoảng chừng 1 mét Để mà chứa nước Còn xéo xéo bên đây nè Là một cái toilet, cái nhà tắm ha thì cái lúc mà chị dọn vô đây á là chị buôn bán ở đây vào ban ngày và ngủ lại đây vào buổi tối luôn thì khi mà mở ra buôn bán trong vòng mấy ngày đầu buôn bán cũng rất là được các bạn buổi tối thì chị ngủ cũng rất là ngon hoàn toàn không có vấn đề gì xảy ra cả mặc dầu người ta nói nhưng mà chị chưa thấy thì cho tới một hôm tầm khoảng sau một tuần á là hôm đó sau khi mà buôn bán xong rồi thì chị mới dọn hàng vô dọn xong rồi á là vô tắm rửa ăn uống rồi mới đi lên trên gác để mà ngủ thì cái lúc mà chị vừa leo lên giường chị nằm thôi một hồi sau tự nhiên chị nghe ai đập cửa dưới đập rầm 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 vô trong cái cửa sắt á các bạn cái cửa mà kéo bằng sắt á thì đập rầm rầm vô mà kêu nha kêu rất là lớn kêu nhú ơi nhung ơi nhung nhung ơi ngủ chưa mày ngủ chưa mở cửa coi mở cửa coi nhung ơi nhung mày ngủ chưa mà kêu cái kiểu giống như là thân thuộc quen thuộc gì với mình lắm vậy đó và khi mà chị nghe cái giọng này thì ban đầu á là chị nghe sao mà cái giọng lã quát à nhưng mà cái người này kêu hồi sau thì lại thấy rằng cái giọng giống như là cái giọng dưỡng tư của bạn là chồng của người cô thứ tư là bán vải gần cách cái chỗ đó là năm sáu trăm mét á thì chị nghe cái giọng giống như là cái giọng dưỡng tư mà dường như cũng là không phải nó các bạn heo heo giống thôi thì chị mới nghi ngờ nó trời không lẽ nó tại vì hàng xóm láng gì người ta nói cho nên nó là chị mới nghi ngờ không không lẽ nó nay nó ghẹo mình nó ta chị không thèm xuống không thèm trả lời mà chị nằm đó chị đắp mền kính mít các bạn rồi nó kêu hồi sao cái nó cũng thôi không kêu nữa thì chị cũng ngủ luôn cho tới sáng ngày hôm sau buổi trưa thì dưỡng tư có qua thì chị có hỏi dưỡng tư rằng là dưỡng dưỡng hồi tối hôm qua cỡ 11 giờ mấy á dưỡng có qua dưỡng kêu con không cái dưỡng tư nói trời giờ đó tao ngủ mất kêu tao qua kêu mày làm gì cái chị mới nói trời ơi vậy hả vậy là dưỡng kêu con hả cái dưỡng nói trời giờ đó tao ngủ tao qua làm gì cái chị mới nói trời vậy mà hôm ha con nằm mà con nghe đập cửa rầm 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 nó kêu con mở kêu nhung 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 ơi nhung mở cửa mở cửa ngủ chưa ngủ chưa mở cửa mà kêu theo cái kiểu như là thân thiết với mình dữ lắm mà cái giọng thì heo heo giống như là cái giọng của dượng mà dường như không phải nữa cho nên con nghi ngờ con đâu có xuống đâu trời ơi cũng sợ sợ thấy mồ luôn thì khi mà dưỡng tư nghe nói vậy thì do dưỡng là đàn ông chưa thấy nữa cho nên nó là dưỡng cũng biết làm sao thành ra dưỡng cũng nói ơi sao kệ mẹ ơi chắc là nhiều khi người ta ghẹo thôi xong cũng bỏ qua chuyện đó mấy ngày sau cũng không có vấn đề gì nữa thì tới một hôm nha tầm khoảng chừng hơn tuần sau nữa đó là có một cái cô khách cái cô này á là cổ vô cổ mua dép các bạn thì trong cái lúc mà cổ ngồi cổ lựa dép á thì vô tình á là cổ mới nhìn vô thì mới nãy thì nói cái vách đó là cái kiểu lỗ 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 thành ra khi mà mình nhìn vô là mình sẽ thấy thông thống ở phía sau thì khi mà cố dòm vô cái tự nhiên cái mặt của cổ hả là đâm chiêu xong rồi cổ mới quay lại cổ mới nói với lại chị nhung của bạn nói rằng là em ơi em chị nói nè em nghe nè cái nhà này á là có dông có hai dông dữ dữ lắm dữ dữ lắm mà hai dông này là hai vợ chồng cổ nói vậy đó Hai dông này á, là hai vợ chồng Dữ lắm hồi đó thắt cổ chết đây nè Nhưng mà em buôn bán ở đây á, Thì em cũng sẽ buôn bán được Mà có điều á, là mỗi ngày khi mẹ ăn cơm á, Em nhớ em để ra hai cái chén với lại hai đôi đũa Rồi em nhớ em mời người ta ăn nha Em mời người ta ăn chứ không mấy là em ở không được đâu thì sau khi mà nói xong cái chỉ không mua nữa chị đứng dậy chị đi nước luôn thì lúc mà chị Nhung nghe vậy Thì chị Nhung cũng làm theo cái lời của chị đó nói Là mỗi ngày ăn cơm Lúc nào chị cũng để ra hai cái chén hai đũa đũa các bạn Thì chị ở đây cũng bình thường ha Lâu lâu á thì chị kể rằng khi mà Chị biết là bạn gửi chuyện về để cho Thi kể lại đó Thì chị có nói rằng á là nói chung trong cái khoảng thời gian mà chị ở đây gần 10 năm để mà buôn bán Là trong cái khoảng thời gian đó đó thì lâu lâu chị cũng thấy nhiều khi tối mà đi toilet, đi tiểu rồi đó các bạn đi xuống nhà là sẽ thấy một cái bóng trắng, cái bóng trắng này kiểu kiểu như người đàn bà vậy đó mà lướt 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 ở phía trước ngay chỗ một cái gian hàng dép mà chị bài ở phía trước là chị hay thấy lắm, lâu lâu thấy một lần, rồi có nhiều lúc đó là chị ngủ, chị không có bị đà nhưng mà có điều là chị hay bị kéo giật cái chân rồi có nhiều khi sáng chị dậy á là chị thấy rằng mình bị kéo tới cầu thang rồi. Và chị chỉ thấy vậy thôi chứ chị không có thấy cái vong nam, vong quỷ nha các bạn, không thấy, chỉ thấy cái vong của đàn bà mà bóng trắng lướt lướt thôi. Còn về phần bạn á thì bạn kể rằng do cái lúc đó mẹ của bạn á thì cũng rảnh nữa. Cho nên nó là người cô thứ tư của bạn mới kêu rằng á là thôi bây giờ mày rảnh á thì mỗi ngày mày chạy ra xong cái mày đi chợ mày nấu nướng để cho tao với nhung ăn tại vì hả là mắt buôn bán không có nấu nướng được thì mẹ của bạn cũng đồng ý hầu như ngày nào cũng vậy á là nếu mà bạn nghỉ học á thì mẹ sẽ chở bạn ra để mà ra đi chơi luôn thì bạn kể rằng á là cái lần đó hôm đó mẹ của bạn đi chợ xong cái mẹ nấu ở phía sau bếp á thì bạn có quanh quẩn xung quanh của mẹ do lúc đó còn nhỏ mà quấn quýt mẹ dữ lắm thì lúc này tự nhiên bạn nghe cái gì mà đùng 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 ở trên ghét mà cái kiểu giống như là năm sáu đứa con nít mà nó chạy mà nó giỡn ở trên ghét vậy đó là bạn nghe cái gì đùng 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 cái bạn mới hỏi mẹ 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 sao trên ghét cái gì mà ai giỡn um sùm vậy mẹ thì mẹ mới nhìn bạn xong cái mẹ nói rằng là con đi lên con chơi với chị hai là chị nhung đó con đi lên con chơi với chị hai đi không có gì đâu con thì bạn do còn nhỏ mà cho nên bạn cũng ngô nghê bạn mới chạy lên bạn hả là nói chuyện giỡn với chị nhung ở trên trước thì sau đó cũng bình thường cho tới chiều hôm đó thì mẹ đi về thì bạn rất là ham ở đây à, chị có tivi đồ ở trên lầu nữa ha cái à, bạn mới nói với mẹ nói mẹ mẹ tối nay mẹ cho con ngủ với chị nhung nha À, cho con ở đây nha mẹ thì mẹ cũng đồng ý mẹ đi về thì hôm đó là sau khi mà buôn bán xong rồi á thì bạn mới phụ chị của bạn dọn hàng vô dọn dép vô xong rồi á là cũng ăn miếng cơm rồi á là bạn mới đi lên lầu bạn lên trước để mà bạn bật cái tivi bạn coi thì một hồi sau chị nhung của bạn cũng lên xong rồi chị kêu rằng á là thôi khuya trễ rồi ngủ đi em lúc đó cũng tầm khoảng gần 11 một giờ á thì chị còn dặn bạn trước khi ngủ rằng là nhớ nha à, tối á, mà thí dụ như nếu mà có mắc tiểu gì đó thì nhớ vậy á, là kêu chị chị dẫn cho đi chứ đừng có đi một mình nha em bạn còn dạ nữa xong rồi tắt tivi cũng đi ngủ khi mà tới à, tầm khoảng chừng một giờ mấy gần 2 giờ sáng á, thì bạn này mắc tiểu cho nên á, là bạn mới giật mình thức dậy ban đầu á, là bạn tính là sẽ kêu chị mình tại vì mới nãy chị dặn rằng là nếu mà đi thì kêu chị thì ban đầu bạn tính là sẽ kêu chị dẫn đi Nhưng mà cái lúc đó bạn dòm qua Thì bạn thấy là Nguyên một cái gác là chị bật đèn sáng chân Kể cả ở ngoài Cái lan can ở ngoài chị cũng bật đèn sáng chân luôn Rồi cái cầu thang Cũng bật đèn sáng chân Bạn dòm 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 xuống dưới Bạn thấy ở dưới cái tiệm dép là chị cũng bật Nói chung là nguyên cái nhà là chị đều bật đèn Nhưng mà cái lúc đó bạn không hiểu lý do gì sao mà tối chị lại không tắt đèn mà chị lại bật như vậy lúc đó còn nhỏ không biết sau này mới biết rằng đó là do chị sợ cái hả vong đó thành ra là chị cũng bật đèn chứ chị cũng tắt thì bạn kể rằng do là nhìn thấy đèn nó sáng chân à cho nên nó là bạn nghĩ rằng ôi đèn sáng thì mình đi mình được thí dụ như tối thui thì mình còn kêu chỉ dẫn đi còn này đèn sáng mà mình đi mình được thì bạn mới đi một mình thì khi mà đi xuống dưới nha là ta nói sáng chân từ sau ra trước luôn nha các bạn bạn mới đi vô trong nhà tắm bạn đứng bằng tiểu cái lúc bà đang đang tiểu mà ta nói chưa có tiểu xong nha tự nhiên bạn nghe giọng của một người đàn ông mà giọng của cái ông này rất là bậm trợn mới nói với bạn rằng á là thằng kia mày gan quá ha mày gan quá ha mày dám đi xuống đây mày đái mình ha mày không kêu chị mày dẫn mày đi mày gan quá trời ha mày say lại mày dòm tao coi kêu vậy đó cái lúc này bạn đang tiểu chưa tiểu hết bạn mới quay lại bạn <laughs> mới nhìn trời ơi bạn tá quả tam tin nha các bạn bạn thấy có một người đàn ông mà cái ông này cao chừng mét rưỡi chưa tới mét sáu à là hả cao chừng mét năm mấy thôi nha các bạn ổng đang đứng ở trên cái 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 thành của cái hồ nước á, cái hồ nước thì mới nãy thi nói là nó cao tầm khoảng một mét ổng đang đứng trên cái thành của hồ nước á các bạn mà ổng mặc cái bộ đồ lính nha một chân thì bình thường còn một chân á là bị cục từ ở cái đầu gói trở xuống rồi á là cái mặt của ổng hả ta nói nó kinh dị nha tai của ổng ha bạn thấy cái tai của ổng á là nó đã lồm nha các bạn hả từng cái miếng thịt đỏ đỏ giống như là nó 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 bị xì 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 lên vậy đó còn con mắt của ổng á một bên không có bên chỉ là cái hốc mắt thôi còn một bên á là nó lồi ra nhưng mà nó không có rớt ra mà dạng giống như nó lồng thòng lồng thòng lồng thòng vậy nè đầu tóc thì bù xù da thì trắng tát luôn rồi cái miệng của ổng á là có hai cái răng nanh mà hai cái răng nanh này nó dài xuống tới cổ nó quập xuống tới cổ vậy nè lưỡi của ổng là dài ra mà trên cái lưỡi đó là nó có lỗ 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 nữa mới nãy thì con quỷ mới nãy trong khách sạn bạn thấy là lưỡi thâm kim thâm kim đen còn cái ông này á, là cái lưỡi của ổng lỗ 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 chỗ lỗ chỗ Trời ơi cái mặt ổng nhìn kinh dị quá Cho nên hả là bạn ngớ người vậy nè Còn nhỏ các bạn thấy cái hình ảnh thấy ghê quá Thì lúc đó ổng mới nói rằng Mày gan quá ha Mày xuống đây hả Mày đái mình Mày gan quá trời Mày gan quá trời Trời ơi lúc này bạn xỉu luôn bạn xỉu tại chỗ cho tới chiều ngày hôm sau bạn mới tỉnh bạn kể rằng cái lúc bạn tỉnh là bạn đang nằm trong bệnh viện đa khoa tiền giang thì khi mà bạn tỉnh là bạn thấy hả là bà của bạn bà nội của bạn ông bà nội của bạn ba mẹ của bạn với lại hả là mấy anh chị của bạn đứng xung quanh vậy đó thì cái lúc mà bạn tỉnh bằng giờ mọi người thì ba mẹ của bạn hỏi rằng sao vậy con sao mà tự nhiên con đi tiểu rồi con ngất xỉu vậy có chuyện gì vậy con thì lúc đó bạn mới nhớ lại bạn nhớ trời ơi bạn la bạn khóc quá trời luôn xong rồi hả bạn hét tại vì bạn sợ quá hoảng loạn các bạn cho nên nó là mẹ của bạn ôm bạn trấn an thì bạn nằm bệnh viện 4 ngày trong 4 ngày đó bạn đâu cãi là được đâu cho tới khi mà bạn xuất viện bác sĩ cho về rồi á thì về nhà bạn mới kể lại sau cái ngày đó nha bạn nói năm năm sau em cũng không có dám bước qua cái tiệm của chị em chị em bán tới mấy năm lận gần 10 năm lận là... Còn em ha, 5 năm sau lúc mà em lớn rồi á tầm khoảng chừng 14 15 tuổi rồi á thì lúc đó em mới dám qua lại để mà chơi. Rồi không có dám ngủ lại mà tới 5 năm sau bạn mới dám quay lại là có nghĩa bạn rất là sợ, rất là ám ảnh. Thì đó là chuyện do bạn trải qua. Thêm một chuyện nữa là do dưỡng tư của bạn là chồng của dì Tư, cô Tư mới nãy đó. Thì cái lần đó đó là chị Nhung của bạn đi du lịch cho nên nó là chị mới nhờ dưỡng tư á, là qua ngủ để mà coi nhà dùm thì dưỡng tư thì nào giống thấy chưa bao giờ thấy ông cũng sợ các bạn mới qua ông ngủ thì ổng kể rằng đêm đó đang ngủ cái nửa đêm giật mình thức dậy mắt tôi lát cho nên nó là ông mới đi toilet đi ra làm sao vậy đó đang đi xong cũng bình thường cho tới đi xong rồi vừa mới kéo cái dây kéo quần quay lại một cái thì thấy cái ông đó đó đứng ở trên thành hồ tiếp nha các bạn cũng y chang như là những gì ông thấy nhưng mà có điều vậy nè là khi mà dưỡng tư của bạn quay qua một cái nhìn thấy ổng ổng rớt cái đầu ra mà cái đầu ổng rớt vô trong cái hồ nước trời ơi cái lúc đó dưỡng tư la quá trời la rồi chạy ào ra ngoài lấy chùm chìa khóa mở 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 cửa rung hết trơn thì lúc này á là cũng hai giờ mấy gần 3 giờ sáng rồi do cái chỗ đó là gần cái cái chỗ mà chợ cá các bạn thì mấy cô tiểu thương là thức hết rồi rồi mấy ông bốc vét nữa nghe tiếng la của dượng mới chạy lại hỏi chuyện gì thì dượng tư á hả là từ từ mới kể lại mà từ đó về sau ha ví dụ như chị nhung đi đâu á là dượng tư kêu dượng tư lại là dượng tư cũng không dám lại ngủ thì chị nhung á là chỉ thấy vậy thôi thành ra là chị nhung không có hả là sợ nhiều các bạn rồi là chị cũng ở đây thêm mấy năm nữa rồi mới dọn đi Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nam à, ở Tiền Giang đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta các bạn nghe chuyện các bạn thấy ghê không chứ thi á là thi có thể tưởng tượng được từng hình ảnh từng chi tiết nó kinh dị vô cùng các bạn ha thì hai chuyện của bạn cũng dài cho nên nó là thi kể tới đây thôi hẹn gặp lại các bạn ở tập một nghìn một trăm tám mươi bốn thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho thi các bạn nha À, thi cảm ơn bạn nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của thi thanh phạm rồi ngủ ngon các bạn nha xin chào